Thêm một trường hợp về việc hiện tượng mạng hải idol bị công an Hải Dương khởi tố với tội gây rối trật tự công cộng, thì netizen Việt phải nhìn lại hiện trạng đáng nói về những người nổi tiếng thích làm loạn câu like này cần được xử lý nghiêm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Đức Hải, Hải Idol và một số cá nhân liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Hải Idol từng gây bức xúc khi xúi giục một số người đỗ ô tô giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang tại trục đường Bắc, Nam đoạn qua xã Toàn Thắng. Nhiều người tham gia giao thông và cư dân mạng bất bình cho rằng đây là hành vi gây ảnh hưởng an toàn giao thông, trật tự xã hội. Thông tin Hải Idol bị khởi tố được dân mạng quan tâm. Nhiều người cho rằng đó là cái giá phải trả cho việc xem thường những quy định của pháp luật. Một tài khoản chia sẻ, một phút bốc đồng thì bây giờ phải nhận hậu quả thôi. Cái gương của Ngọc Trinh vừa mới đó mà không sáng mắt ra. Người xem khác ý kiến, không xử nặng thì xã hội có mà loạn. Cứ nghĩ có tí tiền là thích làm gì làm. Làm gì thì làm nhưng phải tuân thủ pháp luật, chứ đừng nghĩ có một tí ảnh hưởng thì coi trời bằng vung, một khán giả bất bình. Đây là một bài học lớn, không chỉ riêng cho Hải Idol và các đối tượng liên quan mà còn chung cho rất nhiều người. Bởi trong thực tế, việc cá nhân có hành vi coi thường pháp luật trong việc sử dụng và điều khiển phương tiện giao thông kiểu không mang biển số, dừng đỗ bất chấp quy định gây nguy hiểm cho người đi đường, theo kiểu đường của ta như Hải Idol là không phải hiếm. Vấn đề nữa đáng bàn trong trường hợp này là chữ idol, thần tượng mà nhiều người tự phong cho mình trên mạng xã hội. Trong thực tế, Phạm Đức Hải tự phong mình là idol, thần tượng khi có chút tiếng tăm trên mạng xã hội nhờ sở hữu shop thời trang đình đám nằm tại thôn Kênh Triều, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Cùng với đó là tài khoản mạng xã hội với cả 100.000 người theo dõi, hàng triệu lượt thích và thường xuyên xuất hiện trên các livestream, video YouTube thu hút lượng lớn người xem. Tuy nhiên, thay vì làm gương sáng cho người khác, đặc biệt là giới trẻ theo dõi mình trên mạng xã hội thì idol, thần tượng này lại là một tấm gương lem luốc khi có hành vi coi thường pháp luật. Đáng nói là những idol tự phong với hình ảnh lem luốc như Phạm Đức Hải thời gian qua cũng xuất hiện rất nhiều ở trong Nam ngoài Bắc. Mà gần nhất là Quân Idol cũng tự phong ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị quanh năm khoe sự giàu có với nhiều chiếc xe sang, biển số đẹp. Thần tượng này mới đây cũng bị cơ quan chức năng lột mặt nạ khi bắt giữ, khởi tố, truy tố với nhiều tội danh, trong đó có tội danh liên quan đến buôn bán chất cấm. Ai cũng có quyền tự phong, tự nhận mình là idol của ai đó, của một nhóm người nào đó trên mạng xã hội để thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Điều này pháp luật không cấm, nhưng idol, thần tượng nào, thần tượng to lớn đến đâu cũng không được phép đứng trên pháp luật. Và những thần tượng tự phong như Hải Idol, Quân Idol, cần phải được pháp luật lột mặt nạ, trừng trị nghiêm khắc để làm gương. Trao đổi với truyền thông, nghệ sĩ Quốc Thảo cho rằng dù là nghệ sĩ hay TikToker thì cũng là công dân nên phải tuân thủ pháp luật. Chuyện đậu xe giữa đường để chụp ảnh gây sốt, tạo hiệu ứng trên mạng thì quá tệ, không thể chấp nhận được. Những người như vậy xem thường tính mạng của mình và những người khác, vi phạm đến quy định công cộng. Với tôi, việc ngừng xe như vậy rất nguy hiểm. Đó là thái độ ngang tàn, xem thường pháp luật, ông nói.